Ok, rất vui khi được gặp lại anh em. Em là Tú. Hôm nay em Tú lại mới về cho anh em được một chiếc đồng hồ Rolex. Và đây là một chiếc cực kỳ đẹp, cũng như là một cái dòng sản phẩm thể thao của Rolex anh em nhé. Chiếc này của em thì còn đầy đủ hết hộp với sổ thẻ. Và ở đây em có một cái thẻ bảo hành của bên em, và bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em. Đó là theo cái date trên thẻ này, đó là đến tháng 10 năm 2026. Đó. Và ở mặt sau đây thì chiếc đồng hồ này của em còn một quyển sổ World Service của chiếc đồng hồ này nữa, cũng như cái thẻ này. Đây là cái thẻ cực kỳ quan trọng với một chiếc đồng hồ của Rolex anh em nhé. Chiếc này của em thì sẽ có mã là 126621. Như khi anh em search theo cái mã này thì sẽ ra các mẫu của dòng Jazz Master. Còn anh em muốn tìm đích xác chiếc đồng hồ này của em thì anh em search theo cái mã là 126621-0002. Đó, nó sẽ ra chính xác cái mẫu mặt mặt đen này luôn. Date mua ở đây mới là 13 tháng 10 năm 2021, và anh em sẽ được bảo hành đến 13 tháng 10 năm 2026, bảo hành chính hãng tại Việt Nam, tại Rolex Việt Nam luôn. Anh em có thể qua Tràng Tiền Plaza, hoặc trong Hồ Chí Minh thì có thể qua trực tiếp Rolex hãng thì anh em sẽ được bảo hành chính hãng thoải mái luôn. Đó. Và bên em luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng. Và bao quay đầu lên đấy bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong vòng 1 năm. Sau 1 năm thì còn tùy tình trạng đồng hồ. Đó, đây là một chiếc Rolex Jazz Master với size, đó là size 40mm và đề mi vàng hồng anh em nhé. Chiếc Jazz Master này anh em có thể nhận biết rất dễ khi chúng ta sẽ nhìn thấy cái liềng đây. Cái liềng này sẽ được làm khá là đặc biệt với các phần các vạch đo 60 phút trên phần liềng này được làm nổi lên trên mặt sổ và sẽ được đánh bóng. Còn ở bên dưới này, ở bên dưới cái phần được làm nổi lên thì sẽ được làm kiểu vân cát, phun cát mịn. Đó, anh em có thể nhìn thấy nó sẽ thành màu vàng hồng nhám ở bên dưới này. Còn ở bên trên là các vạch chia phút thì sẽ được đánh bóng rất đẹp và rất dễ nhận biết. Bây giờ em sẽ bỏ cái khóa này ra và cùng trên tay cho anh em chiếc Rolex này nhá. Với size 40 và độ dày sẽ rơi khoảng tầm 12mm thì em này phù hợp với anh em cổ tay tầm trên 15.5 là có thể đeo được chiếc đồng hồ này rồi. Tại vì em này làm càng khá là cục, và chiếc đồng hồ này thì anh em đeo kiểu thể thao, đeo khỏe, cực kỳ đẹp. Đề mi vàng hồng, rất sang. Chiếc này thì của em có cái mặt số màu đen, và trên mặt số này sẽ được gắn các cọc số hình tròn, cùng với đó là cọc góc 6 giờ, góc 9 giờ sẽ là cọc hình chữ nhật, còn góc 12 giờ thì sẽ là cọc hình tam giác. Bộ kim thì đặc trưng của dòng thể thao rồi, đó là một bộ kim với kim giờ sẽ được làm kiểu hình tròn, và trên ở bên trên sẽ có một hình tam giác, và trong giữa hình tròn này sẽ được chia làm hình làm thành 3 phần với hình ngôi sao ở chính giữa, rất giống logo của Mercedes-Benz đúng không anh em. Trên toàn bộ cọc số cũng như bộ kim đều được gắn dạ quang, kim dây cũng khá là nổi bật với một cái ô dạ quang ở chính giữa bộ kim này, cảm giác rất có chiều sâu. Ở góc 3 giờ thì anh em sẽ thấy được ô lịch của chiếc đồng hồ này. Với ở trên ô lịch thì anh em sẽ có một phần lúp kính sapphire nguyên khối anh em nhé. Và chúng ta sẽ có phần lúp ở góc 3 giờ đây để giúp anh em xem giờ một cách khá là dễ dàng. Trên mặt số thì anh em sẽ thấy được dòng chữ logo thương hiệu của hãng, cùng với đó là dòng chữ Rolex sẽ được in màu vàng cát. Còn ở bên dưới sẽ là in chữ mực trắng này. Còn vào dòng sản phẩm sẽ là dòng Jazz Master sẽ in chữ mực đỏ. Còn dòng bên dưới thì sẽ là dòng chữ chứng nhận cho bộ máy là Superlative Chronometer. Còn ở vòng bên ngoài cùng anh em có thể thấy là các vạch chia phút với 60 phút và góc 6 giờ đây sẽ là dòng chữ Swissmade và có một cái logo ở chính giữa. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới nhất của Rolex thì mới có cái logo này, và em nó cũng sử dụng bộ máy mới của Rolex. Đó. Phần liềng được làm rất tinh tế anh em nhé. So với cái liềng của dòng Submariner là dòng là bơi, dòng lặn, thì chiếc Jazz Master này thì anh em sẽ sử dụng
trên mặt nước, tức là đo thời gian trên mặt nước, tức là khi mà chiếc đồng hồ này lấy cảm hứng từ bộ môn đua thuyền mà, thì ví dụ như chúng ta di chuyển từ phao này đến phao kia trong khoảng thời gian nào thì anh em có thể sử dụng cái liềng này để đo thời gian. Trong khi đó thì cái liềng submariner, cái liềng ceramic của submariner thì đo thời gian lặn ở dưới mặt nước, còn chiếc jazz master này thì sẽ là đo thời gian ở trên mặt nước. Đó là một hai cái khác biệt trên dòng hai cái dòng của Rolex. Và cái liềng này anh em có thể xoay được hai chiều anh em nhé, xoay được hai chiều luôn. Đó, anh em có thể xoay hai chiều thoải mái luôn. Và đến với phần thân thì anh em sẽ có một thân thép không gỉ 9904L, thép cực kỳ bóng và cứng. Đây là một cái thép độc quyền của Rolex, chỉ có Rolex mới có thép này thôi. Còn ở bên tay phải của em đây thì sẽ có một phần hai phần tay càng này được nhô lên để bảo vệ phần lúm. Và chiếc này sẽ là lúm vặn của trai anh em nhé. Anh em sẽ mở lúm để chỉnh chức năng. Chiếc đồng này thì sẽ có tổng cộng là hai cái gioăng ở trên phần lúm này và cơ cấu vặn của trai nữa, nên cái độ chống nước của chiếc đồng này cực kỳ tốt. Anh em rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, đó, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ, rất dễ ra đúng không anh em? Khi đóng lại anh em ấn và xoáy nhá, chúng ta sẽ đóng chặt lúm. Chiếc này là dòng bơi lội rồi, anh em dùng nước thoải mái luôn, thậm chí đi tắm, nhưng mà tránh tuyệt đối tắm nước nóng hoặc sông hơi. Bộ dây thì anh em sẽ được trang bị một bộ dây kiểu dây mắt to, hay còn được gọi là bộ dây tăng. Bộ dây này thì cái chỉ ở giữa này sẽ được làm bằng vàng khối 18K, còn hai chỉ bên cạnh sẽ là bằng thép màu vàng hồng, rất đẹp. Tổng cộng chiếc đồng này sẽ là full mắt anh em nhé, 12 mắt to, một mắt nhỏ, nên anh em cổ tay to đến đâu cũng đeo được chiếc đồng này thoải mái luôn. Khóa sẽ là khóa bấm hai lớp, anh em bấm vào đây và bấm đây. Đó, khóa đặc trưng trên cái dòng trên dòng thể dòng sport của Rolex, khóa rất đẹp đúng không anh em? Khi anh em mở khóa thì chúng ta sẽ mở theo phần logo đây, và chúng ta mở lớp khóa thứ hai thì sẽ mở được cái khóa chiếc đồng hồ này. Mặt trong dây sẽ được khắc rất nhiều thông số dây, cũng như là mặt sau dây đây. Với khóa mới đây thì anh em vẫn sẽ có một cái mắt gập đây nhá, để chúng ta giúp chúng ta có thể thu ngắn hoặc nới rộng ra tùy ý. Đó, còn một đây mặt trong dây đây. Đo đáy sẽ đáy kín anh em nhé, đáy kín, và phần đáy này sẽ làm bằng thép. Em này sử dụng bộ máy, đó là bộ máy 3235. Anh em sẽ có một cái thông số cực kỳ vượt trội, đó là hai ổ cót 70 giờ tích cót, sai số cộng trừ 2 giây một ngày, 31 chân kính, tần số dao động là 28.800. Một bộ máy mới, một cũng như là một bộ máy cực kỳ uy tín của Rolex. Đó. Ok, thì chiếc đồng hồ này bây giờ em sẽ lên tay cho anh em thử xem, cho anh em lên tay nhá. Cổ tay em là cổ tay 16 đây, trên tay cực kỳ vừa vặn và đẹp luôn. Đó, rất đẹp đúng không anh em, cổ tay 16 đây ạ. Anh em cổ tay to hoặc nhỏ hơn em đều có thể đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ đẹp. Dòng sport rất nam tính. Ok, thì chiếc này em đang giao lưu với anh em đó mức giá cực kỳ tốt, đó là 435 triệu anh em nhá. Anh em quan tâm chiếc đồng này của em thì có thể qua trực tiếp soi ở số 78 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc số 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội. Anh em trong Hồ Chí Minh thì có thể qua số 82 đường số 2, phường 26, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để lên tay và giao dịch trực tiếp. Số điện thoại của em đó là 036 662 1996. Anh em có bất cứ thắc mắc gì về chiếc đồng này của em thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc mà anh em đang quan tâm. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.